hãy đến TH Lò Sim Center để tận hưởng dàn máy tập Mỹ Đế lung linh nhất hành tinh. Các bạn hãy nhìn đi những gì Duy Nguyễn đổi thay. Từ một cái phòng gym mà máy tập Việt Nam không, đến ngày hôm nay, những cái phòng gym ở ngoại ô Sài Gòn, những cái nơi mà dân cư thưa thớt, trình độ trí còn thấp, mà Duy Nguyễn dám đầu tư dàn full Mỹ Đế. Full mới là nói chứ, còn chuyện mà một hai cái nó làm gì. Và những cái thiết bị ngày xưa sẽ chìm vào quên lãng, tại nó không phù hợp và nó không đủ năng lực để nó gánh vác sứ mệnh nâng tầm gymer Việt Nam. Thorn Trip USA High-End Equipment Training. Cẩm Nang sử dụng nhanh máy tập Mỹ Đế High Hand tại Thor Dream Center. Bây giờ anh Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn các em tập luyện nhóm cơ tay trước và tay sau. Đầu tiên là cách tập các động tác á, sau đó là cách tập. Cái vị trí này là không được cầm. Đỏ liền, vô vị trí này là đỏ. Cầm về gãy tay chết bà nha mấy em, không có chơi vậy nha. Cầm là từ vị trí đây, nhớ nhìn cái tay Duy Nguyễn nè. Ở đây, hoặc ở trong đây, hoặc ở trong đây, mấy vị trí này là được cầm. Cầm càng gần vô cái này càng nhiều nè. Thử đi, đúng không? Buông ra đây tự nhiên này nó hết ê rồi. Tự nhiên vô đây chưa tập đã ê rồi đó. Wow. Mà còn cầm này là tặc xương chết luôn. Rồi, anh tới cầm vị trí này. Không có màn mà để cùi chỏ vào giữa ghế nha. Cái này là tầm bậy. Đó, cái này nè. Cái này là tầm bậy. Tầm như tầm bậy nè, có mấy thằng khứa vô tập vậy tao ghét ghê luôn. Mày có thù với máy hả mày? Tao nhập cái máy Mỹ Đế về mày chơi mày chấn nguyên cụ chỏ mà vô đây mày tập mày gãy xương mày không nói hư bạ máy tao luôn. Không được. I don't like. Trời, mấy hàng chơi nó nặng bà cố luôn chơi full cây. Ok. Tập tay trước. Bài này là bài tay trước toàn diện rồi, không có gì phải he nữa hết á. Nhìn nè, nó có những vị trí sau đây mấy em chú ý chân. Không có để giày. Nhìn rất là yếu đuối. Đó. Cùi chỏ để gần cái mí dưới. Tay sau dựa vào ghế luôn. Ngực chạm vô cái bát. Không có tập như vậy nha. Sai thế. Đó, những cái vị trí anh nói là tụi em phải cố gắng đảm bảo rồi đã. Rồi đếm 1, 2, 3, hít sâu. Kéo lên. Cái này á, kéo đứng vậy cũng được, hoặc kéo như vậy cũng được, tùy thích. Không phải là lỗi, mà là nó lọc quan điểm. Thả ra càng sâu càng có thể, đúng không? Tức là sâu vừa vừa thôi đó. Tới đây là thấy ghim lên hết nổi rồi đó. Tới đây là vị trí cuối cùng, không có thả lặn thẳng băng ra tới đây nha. Thẳng băng ra tới là khoát hết, không lai. Nhớ nha, làm ơn bước ra đứng thẳng lại, thả xuống đi ra, uống súp, uống nước lạnh, không lai, uống súp. I like it. Set thứ hai, lên tạ chút đỉnh. Bây giờ anh đi tập 80 phao. Cái tư thế này được nha. Được. Tại vì nó nặng á, chúng ta cần phải cái điều chỉnh trọng tâm. Cái này không phải sai. Nhẹ thì tập dày. Ok. Mấy thằng mẫu quảng cáo nó tập nó tướng nó ngồi nó phải đẹp, nó ngồi vậy nè mấy em. Đừng bao giờ nhìn những cái hình mẫu trên mạng quảng cáo, ok? Yes. Nó ngồi cho nó đẹp vậy đó, tập luôn vậy gãy mẹ lưng. Thử đi, tụi em tập thử vậy coi. Ngồi chu đích đâu đúng đẹp luôn, rồi đưa chân đồ ra bè bè đồ banh banh đồ ha, kêu gọi ha. Nó chụp hình xong nó nghỉ à. Rồi bây giờ chúng ta qua tay sau. Chỉnh lại. Thì cái vị trí âm càng thấp á thì làm cho cái tay sau, cái âm càng thấp tức là âm 3 đó, nó làm cho chúng ta nó co tới một cái độ vậy nè. Bực bực bực. Nguyên tắc của tay sau là gì? Tay vuông, duỗi ra. Tay vuông, duỗi ra. Tay vuông, duỗi ra, ok. Rồi. Tay sau tập nhẹ hơn tay trước. Nên nhớ cái máy này tay sau tập nhẹ hơn tay trước. Ông mà tập sai lời tôi chỉ nó gãy cái tay á, không có giỡn đâu. Tay sau trên máy này tập rất là hay, rất là vô. Mà nó sẽ khó hơn với bài tricep put down. Đây, rồi. Như Duy Nguyễn chỉnh mức âm 3. Đây là âm 3. Đó, tay sau cầm ngoài đây. Hai tay để bình thường thôi, không cần phải ép vô vậy đâu. Để bình thường. Nè. Bắt đầu hơi khó rồi đó. Xuống.
Anh đang tập mức mức nhiêu ta? 18kg á, làm nhiêu bao á? Có hai hệ mấy em. Rồi, lên chậm rãi xuống thẳng. Hai chân này không? Tích nặng tới đây. Okay. 10 cái tới 12 cái. Chúng ta lên tạ. Lên mức nặng nặng chút. Rồi ok. Khi mà chúng ta lên tạ cái mức tạ nặng rồi, cái thế chúng ta khác một chút. Đứng ngầu chưa? Lúc này nè, cái bụng tựa vô. Cái bụng tựa vô để chịu lực. Cái chân đứng như anh Duy vậy đó. Đó, hiểu không? Xuống mà được. Đánh giá bài tập. Tập tay sau ở cái máy này vô gấp 10 lần tricep pull down. Tricep pull down là bài này nè. Vô gấp 10 lần. Nói thật. Nhưng mà tricep pull down á, nó đỡ chấn thương của chỏ hơn. Bài này có nguy cơ chấn thương nhẹ của chỏ nếu mà tập sai. Bởi vậy các bạn phải tuân thủ những gì Dương Nguyễn nói nãy giờ, rất là chậm và rất là kỹ, rất là nghiêm túc nha. Lại một cái này, tập về mới an toàn nha mấy em. Ok. Đó. Tư thế nè, thấp nhất là như vậy. Xuống nè, gồng, tập trung lực. Ba. Đó, tới đây thôi. Xong rồi lên chậm rãi. Lên chậm rãi. Cái não phải tập trung suy nghĩ về cơ tay sau, đừng có để cho vô cùi chỏ nha. Quan trọng nhất, đừng để vô cùi chỏ. Rồi, tới đây. Tới đây thôi. Đừng có lên cao nữa. Ba. Ba. Nó sẽ cảm giác nó nhức ở đây nè. Nó nhức vị trí đầu cơ ở đây. Lên nữa lại vô đây. Trời ơi, nó có chỗ nhức đó mấy em. Đầu tiên nó nhức trên đây, xong chạy 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 xuống nhức tới đây là mình dừng nha. Mấy em không chịu dừng, nó xuống tới đây là thấy bà nội luôn á. Về quay tay không có được đâu mấy em. Bây giờ anh sẽ thực hiện cái kỹ năng tập super set trên chính một cái máy duo này nha. Tay trước 100 bao. Xong rồi tay sau 60 bao. Tập vậy thôi. Không nghỉ. Năng lượng bơm liên tục. Hãy cháy bỏng với đam mê. Hãy đến tới HL Gym Center để tận hưởng dàn máy tập Mỹ Đế lung linh nhất hành tinh. Đó, nói chung là Duy Nguyễn chạy đua công nghệ ghê lắm. Cuộc đời của Duy Nguyễn lúc làm IT á, chạy đua máy tính. Mà cuộc đời Duy Nguyễn làm gymer là chạy đua thiết bị. Các bạn hãy nhìn đi những gì Duy Nguyễn đổi thay. Từ một cái phòng gym mà máy tập Việt Nam không, đến ngày hôm nay những cái phòng gym ở ngoại ô Sài Gòn, những cái nơi mà dân cư thưa thớt, trình độ trí còn thấp, mà Duy Nguyễn dám đầu tư dàn full Mỹ Đế. Full mới là nói chứ còn chuyện mà một hai cái nó làm gì. Và những cái thiết bị ngày xưa sẽ chìm vào quên lãng, tại nó không phù hợp và nó không đủ năng lực để nó gánh vác sứ mệnh nâng tầm gymer Việt Nam. Là lỗi tiếng sau đi chơi trước rồi. Vô. Hey. Ha. 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 Nhớ tay cầm đổi. Từ từ mấy em, sao cái máy này á, mình phải ngồi lên nó mới mà tập nặng chịu đi, chưa tập xong chỉnh lại cái máy nghe. Tại vì biết sao không, anh lót sàn gỗ của Đức nó trơn quá. Mười cái. Nhưng mà bây giờ á, xét sao á, anh tính
tập lên 15, 12 cái tới 15 cái. Lý do làm sao? Giờ cái tay em nó bự rồi, tập nữa nó thô, hiểu không? Mà muốn làm được cái điều đó, thôi chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Ông hồi nãy tao nói gì? Hồi nãy nói là tập tay trước 100, tập tay sau 100, lo hướng dẫn tụi mày, biết cái tao quên tao tập tay sau 100 luôn. Thằng kia nó nặng thấy mẹ luôn. Bể kèo mấy em. Cái điều đó anh muốn nói gì? Nó cái máy anh muốn chơi nhiêu chơi hả? Wow. Muốn chơi nhiêu chơi hả mấy em? Thôi lên 120 luôn đi. Tay mình tập tay tay trước 120, tay sau 60 cho nó sốc. Không còn súp luôn á. Súp ba sét mà chưa tới giờ súp em. Giữ lại. Hôn nít. Nghe bố kia nói không em? Sao nó hôn nít cái nữa nè? Nhảy đi tầng 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 tầng. Sắc của Mỹ cứng sắc của tàu mày ơi, đau quá. Bởi già rồi con khỉ. Thế nào không được không? Phải chơi thế này mới được. Sáu chục thì nó hơi nhẹ với anh, nhưng mà khi chúng ta tập nhẹ vậy á, chúng ta kiểm soát động tác nó tốt hơn, nhất là cái bài tại sao nha. Hui nè 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 nè. Chưa thả cho ba nhìn tôi nè. Vui thôi. Nói chung là anh tập với tập nó hơi nhí một chút mấy em. Tiếp tục. Đừng có để cho cơ bắp nó nghỉ lâu. Uổng súp. Lên 80 luôn. Chơi 20 luôn nha. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Căng cơ và tận hưởng. Vô. Hi. Quên. Bởi vì sức mà xét nó phải đổi tạ liên tục mấy em. Chấp 2. Này 80. Chúc anh phun cây cho. Chứ không mấy em nói anh nổ. Nhớ anh tì cùi chỏ. Ủa không có tì cùi chỏ vô nạn nha. Cái này anh tì cái tay sau á. Mỗi nhảy mà
có nhiều cái. Nói chung á, khi các em tập á, cái động tác căng cơ á, là cái não chúng ta còn tỉnh. Chúng ta đang hiểu rằng à, tôi đang căng cơ ra, tôi gồng lại và tôi ép cơ vào là tập tiếp được. Rồi full cây 150. Rồi chỉnh tạ luôn nha. Nè, mày làm chứng cô gà nha, anh full cây nè. Nè, nhìn nè, đó full cây nè, đang là không nè đúng không? Quất cho 10 ra 160. Ủa chứ tập chi nhiều? Đúng không? Mày tập bữa nay tập tay mà. Tay bụng. Đúng không? Tay bụng, chút qua bụng nữa. Trời đất ơi. Tập máy Mỹ Đế mà không biết cách bố trí lịch. Tao lại mấy thằng tập máy Mỹ Đế đi chơi lịch của máy Việt Nam. Thôi máy Tàu đi. Máy Việt Nam nhạy cảm mày. Đúng không? Tự nhiên mình vô phòng gym Mỹ Đế tập mà tập lịch của máy Tàu. À, set cuối xong tạm biệt mấy bạn luôn nha. Thật ra bên Bình Tân anh chơi hoài. Mà hôm anh đây chưa chơi thôi. Hây! Cả một bầu trời cố gắng. Thôi, tới 90 bao. Giờ nó mới thấm nè. Lúc tập ở chậu bò không thấm. Xong cái về nhà nghỉ sốt luôn. Duy mơ có ai bị chưa? Tập thì bao hăng luôn, về nhà sốt luôn mấy em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Welcome các bạn đến hệ thống phòng gym đẳng cấp 5 sao Full Mỹ Đế THL Gym Center tọa lạc tại 4 hướng Đông Tây Nam Bắc của thành phố 13 triệu dân Hồ Chí Minh City. Hãy đến với hệ thống THL Gym Center để được sử dụng những máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. Để có lịch trình phù hợp, các bạn có thể xem giáo trình Duy Nguyễn Gym Phổ tại website tholgymcenter.com.vn hoặc YouTube Thể Hình Online. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp, các bạn có thể gọi về số điện thoại 1900 2050. Chúc các bạn có những giây phút tập luyện vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.